đối tượng Nguyễn Thành Muôn vừa bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an huyện Vị Thủy bắt giữ đối tượng Muôn cùng tang vật là gần 200 gram methamphetamine, hay còn gọi là ma túy đá, khi đối tượng vừa đặt chân đến huyện Vị Thủy. Qua công tác tấn công tội phạm, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an thành phố Ngã Bảy bắt quả tang Nguyễn Bá Lâm, sinh năm 1983, đang cất giấu 45 đoạn ống nhựa, bên trong có chứa tổng cộng hơn 1,15 gram ma túy đá và heroin. Khám xét nhà ở của Lâm tại ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, cơ quan công an thu giữ thêm gần 3,7 gram ma túy đá và heroin. Thời điểm này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm một số đối tượng đến nhà Lâm để mua ma túy. Đối tượng Lâm này hoạt động tại nhà, tại xã Tân Long và sang địa bàn thành phố Ngã Bảy bán ma túy cho những người nghiện đang điều trị uống thuốc methadone tại cái trung tâm y tế của thành phố Ngã Bảy. Mà đặc biệt đối tượng Lâm này cũng là người nghiện, thì lợi dụng cái việc hàng ngày tiếp xúc với những người nghiện cùng uống thuốc methadone, đối tượng Lâm này đã bán ma túy. Thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang, qua gần 2 tháng ra quân tấn công tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh trấn áp 14 vụ tội phạm, thu giữ tổng cộng trên 320 gram ma túy. Đáng chú ý, Công an thành phố Vị Thanh bắt một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tên Nước Vui. Một loại ma túy mới ngụy trang như nước giải khát nên rất khó phát hiện. Phối hợp với nhiều cái ban ngành, đặc biệt Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy để phát hiện những cái đầu mối ma túy từ bên ngoài vào để kịp thời ngăn chặn từ xa và phát hiện từ sớm để chúng ta tổ chức triệt xóa bắt giữ. Lên danh sách tụ điểm người bán lẻ trái phép chất ma túy để triệt xóa và vô hóa để chúng ta giảm cái nguồn cung. Và phối hợp với các ban ngành như là Sở Y tế, Lao động Thương binh Xã hội, Đoàn Thanh niên để chúng ta lập hồ sơ đưa đi cai nghiện và chúng ta tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy, tuyên truyền về tác hại ma túy để chúng ta giảm nhiều cái tác hại về cái người sử dụng ma túy. Công an tỉnh Hậu Giang dự báo tình hình tội phạm về ma túy sẽ diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là có nhiều loại ma túy mới khó nhận biết. Rất cần tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của người dân, chung tay cùng với lực lượng công an đẩy lùi ma túy.